chào các bạn trở lại với kênh Minh TV của mình. Hiện mình đang ở vòng xoay thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. Bên trái là đường vào thị trấn Đầm Dơi. Đi thẳng thì về xã Thanh Tùng. Bên phải là đường Cái Nước Tân Việt về huyện Cái Nước. Hôm nay mình mời các bạn đi từ thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi đến thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau trên tuyến đường Cái Nước Tân Việt. Cùng với mình nhé. Tuyến đường Cái Nước Tân Việt từ thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi đến thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước có chiều dài khoảng 20 km. Tuyến đường đi qua địa bàn của xã Tân Việt và xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, xã Đông Thới và thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau và đổ ra tuyến quốc lộ 1A. Đây là địa bàn của thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. Đến đây là hết địa bàn của thị trấn Đầm Dơi, đến địa bàn xã Tân Việt, huyện Đầm Dơi. Xã Tân Việt là một trong 16 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Đầm Dơi. Xã Tân Việt có diện tích là 51,31 km², dân số năm 2019 là 14.943 người, mật độ dân số đạt 292 người trên 1 km². Về hành chính xã Tân Việt. Xã Tân Việt gồm có 9 ấp là Bào Xe, Bá Huê, Đồng Tâm A, Đồng Tâm B, Tân Điền, Tân Khánh, Tân Long, Tân Thành và Tân Trung. Xã Tân Việt, huyện Đầm Dơi vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023, sau 13 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã.
Có thể nói, chương trình xây dựng nông thôn mới như bước đệm quan trọng làm đổi mới bộ mặt nông thôn xã Tân Việt. Trước hết, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 81 tỷ đồng. Trong đó có 26,3 km đường ấp và liên ấp được xây dựng bê tông hóa, có 6 km đường ô tô về trung tâm xã được nhựa hóa, đường ngõ xóm được đầu tư xây dựng đạt hơn 82% đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của người dân cũng được quan tâm ở nhiều mặt xã hội. Xã đã thành lập 9 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc và hơn 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Đây là cơ sở để tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của xã luôn được giữ vững với 15 cổng an ninh trật tự trên các ấp. Về kinh tế, người dân trong xã chủ yếu là nuôi tôm, cua. Đầm Dơi là huyện có diện tích nuôi thủy sản lớn nhất tỉnh Cà Mau với hơn 62.000 hecta. Thời gian qua, nông dân trên địa bàn có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, trong đó có không ít mô hình sản xuất mới đã và đang được huyện nhân rộng. Hiện nay, mô hình nuôi tôm sú Quảng Canh cải tiến hai giai đoạn, ứng dụng chế phẩm sinh học trở thành hướng sản xuất chủ đạo trong nuôi trồng thủy sản của xã Tân Việt, do tỷ lệ thành công khá cao so với nuôi tôm Quảng Canh truyền thống. Theo kế hoạch năm 2024, xã sẽ nhân rộng phấn đấu đạt tổng diện tích mô hình Quảng Canh cải tiến hai giai đoạn lên 360 hectare.
Đến đây là cầu Bà Ca. Đến đây là hết địa bàn của xã Tân Duyệt, đến địa bàn xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Xã Trần Phán được đặt theo tên một nhà cách mạng Việt Nam, Trần Văn Phán, 1910-1942. Ông từng giữ chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu, là một trong những nhân vật quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 tại Bạc Liêu. Sau cách mạng tháng 8, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã lấy tên ông đặt cho một đơn vị cấp xã ở Cà Mau. Sau năm 1976, xã này được xác lập hành chính chính thức và nhiều lần thay đổi địa giới để hình thành xã Trần Phán như hiện nay. Xã Trần Phán có diện tích là 33,60 km². Xã Trần Phán gồm có 6 ấp là Bào Giá, Bờ Đập, Trà Là, Ngã Bác, Nhị Nguyệt và Tân Hòa. Dân số năm 2019 là 13.473 người, mật độ dân số đạt 401 người trên 1 km². Về lịch sử của xã Trần Phán, ngày 17 tháng 5 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng quyết định các xã Trần Phán của huyện Cái Nước sáp nhập vào huyện Ngọc Hiển cũ của tỉnh Minh Hải. Đến ngày 17 tháng 12 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng quyết định đổi tên huyện Ngọc Hiển thành huyện Đầm Dơi, khi đó xã Trần Phán thuộc huyện Đầm Dơi. Ngày 6 tháng 11 năm 1996, tỉnh Minh Hải được chia thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi thuộc tỉnh Cà Mau. Ngày 5 tháng 9 2005, xã Tân Trung được thành lập trên cơ sở 3.486 ha diện tích tự nhiên và 10.664 người của xã Trần Phán. Xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Năm 1978, Đảng bộ, quân và dân xã Trần Phán đã được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, nhiều năm qua, chính quyền và nhân dân xã Trần Phán đã đoàn kết một lòng, biến những tiềm năng, thế mạnh địa phương thành nội lực để tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp nối truyền thống của quê hương anh hùng, khi hòa bình lập lại, người dân xã Trần Phán bước vào giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vào những năm 2000, từ khi chuyển dịch từ trồng lúa sang nuôi tôm, đời sống của người dân có sự phát triển đáng kể. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Đến năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã còn trên 2%. Và trên địa bàn không còn nhà dột nát. Thay vào đó
là nhà ở kiên cố mọc lên ngày càng nhiều. Hiện nay, xã đang tập trung đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2024 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là cầu Bá Huê. Hướng này đi vào chợ Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Cầu Chà Là.
Đến đây là ngã tư Trần Phán, bên trái về thị trấn Quách Phẩm, bên phải về chợ Chà La, xã Trần Phán. Hướng này mình vừa đi qua. Qua ngã tư Trần Phán một đoạn thì đến cầu Chà La. Cầu Chà La bắc qua sông Bảy Háp. Cầu Chà La cũng là ranh giới giữa hai huyện Đầm Dơi và huyện Cái Nước của tỉnh Cà Mau trên tuyến đường Tân Việt Cái Nước. Đây là trạm thu phí cầu Chà La trên đường Tân Việt Cái Nước. Đến đây là bắt đầu vào địa phận của huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, trên đường Tân Việt Cái Nước. Đây là địa bàn của xã Đông Thới, huyện Cái Nước. Xã Đông Thới là một trong 11 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Cái Nước. Xã Đông Thới nằm ở phía nam huyện Cái Nước, có vị trí địa lý phía đông và phía nam giáp huyện Đầm Dơi, phía tây giáp xã Trần Thới và huyện Cái Nước, phía bắc giáp xã Đông Hưng. Xã Đông Thới gồm có 5 ấp là Bào Tròn, Khánh Tư, Kinh Lớn, Mỹ Điền và nhà Thính Bê. Xã Đông Thới có diện tích là 29,27 km², dân số năm 2019 là 7.665 người. Mật độ dân số đạt 262 người trên 1 km².
kinh tế của người dân xã Đông Thới. Tính đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản tại huyện Cái Nước là hơn 30.000 hecta. Tại đây, bà con nông dân tham gia sản xuất linh hoạt, nuôi trồng phù hợp theo từng vùng sinh thái, khai thác và phát triển các thế mạnh để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp thủy sản cho vùng. Các địa phương nằm ven theo tuyến sông Bảy Háp như xã Trần Thới, Đông Thới và Đông Hưng là điều kiện thuận lợi cho sò huyết sinh trưởng và phát triển. Cái này là sò mình nuôi đó ha? Sò mình nuôi đó hả? Dạ. Giờ mình thu hoạch cái gì? Bắt cái con giống từ ở ngoài biển vô đó. Rồi mình thả vô đây nuôi. Mình nương rồi. Dạ. Hàng gì thấy bao bao vòng dài dài theo cái đường kinh này mà mình không biết hay làm gì. Đó, mình nương. Dạ. Nhỏ nhỏ vậy đó hả? Ờ, cái này nó nhỏ nhỏ như con hến vậy ha. Ừ, bắn hả? Cái này mình bắt về mình mới nuôi hả? Bắt về đó chứ mà không sao. Cái này vậy là nước mặn hay là nước ngọt vậy anh? À. Mình nuôi cỡ bao nhiêu lâu mình mới thu hoạch? Sò thịt thì cỡ 1 năm. Dạ. Bán giống. Dạ dạ. Ở vậy cảm ơn anh ơi. Tận dụng được lợi thế này, các hộ nuôi đã áp dụng mô hình nuôi sò huyết xen canh trong vuông tôm. Vì sò huyết sinh trưởng chủ yếu vào nguồn thức ăn tự nhiên thông qua phù sa nên người dân tiết kiệm được chi phí thức ăn, chi phí đầu tư sản xuất, đồng thời hiệu quả kinh tế mang lại rất cao. Song song với mô hình nuôi sò huyết xen canh trong vuông tôm, bà con huyện Cái Nước còn duy trì mô hình nuôi cua kết hợp với tôm nuôi quảng canh cải tiến. Với vốn đầu tư thấp, không đòi hỏi quy trình nuôi phức tạp và giá cua thị trường luôn ổn định nên mô hình nuôi cua xen canh trong vuông tôm được đánh giá rất hiệu quả. Do đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cái Nước khuyến khích người dân duy trì phát triển và mở rộng mô hình này nhằm tận dụng tối ưu diện tích nuôi trồng, đồng thời tăng thêm thu nhập cho người dân.
tuyến đường Tân Diệp Cái Nước từ thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi đến thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước. Tuyến đường được thảm nhựa, thông thoáng. Dân cư hai bên đường sinh sống rất là thưa. Sống tập trung từng cụm gần những vàm kinh. Đa phần người dân mở những cửa hàng kinh doanh, ăn uống và vật liệu xây dựng ven theo tuyến đường. Những cây cầu dọc theo tuyến đường được xây dựng bằng sắt. Có những cây cầu đang được xây dựng lại kiên cố. Đến đây là hết địa bàn của xã Đông Thới, bắt đầu vào địa bàn thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau trên tuyến đường Tân Diệp Cái Nước. Thị trấn Cái Nước là huyện lỵ của huyện Cái Nước. Thị trấn Cái Nước nằm ở phía nam của huyện Cái Nước. Thị trấn có diện tích là 25,36 km². Dân số năm 2019 là 14.482 người. Mật độ dân số đạt 571 người trên 1 km². Thị trấn Cái Nước gồm có 10 khóm là khóm 1, khóm 2, khóm 3, Cái Nước, Đồng Tâm, Hữu Trí, Ngọc Hường, Ngọc Tuấn, Nguyễn Quy và Tân Lập. Thị trấn Cái Nước nằm hoàn toàn trên bán đảo Cà Mau, địa hình đồng bằng. Đất đai của thị trấn chủ yếu là đất phèn, đất mặn.
với hệ thống kinh rạch chằng chịt khắp địa bàn. Trung tâm thị trấn Cái Nước nằm tại ngã tư sông Cái Nước, kinh sáng rau dừa đầm cùng. Kinh rạch của tỉnh Cà Mau nói chung và thị trấn Cái Nước nói riêng không chịu ảnh hưởng của hệ thống sông Cửu Long, mà chịu sự ảnh hưởng thủy triều của Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Do đất bèn mặn chiếm diện tích chủ yếu nên ở đây kinh tế nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, không trồng được lúa nước và cây ăn quả, năng suất không cao. Với vị trí cửa ngõ phía nam của tỉnh Cà Mau, kết nối thành phố Cà Mau với các huyện phía nam và là địa phương có tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn dài nhất tỉnh, khoảng 40 km. Vì thế, Cái Nước có điều kiện kết nối giao thương, giao thông đi lại, phát triển công thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Đây là lợi thế quan trọng của huyện, bên cạnh nhiều tiềm năng nổi bật khác.
Đến đây là trung tâm của thị trấn Cái Nước. Thị trấn Cái Nước phát triển kinh tế chủ yếu trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Chợ Cái Nước nằm trong trung tâm của thị trấn Cái Nước, được xem như một trong những khu chợ sầm uất nhất của tỉnh Cà Mau. Tại đây có rất nhiều người dân từ các huyện và các tỉnh khác đến đây trao đổi mua bán. Hiện tại chợ Cái Nước đang được đầu tư nâng cấp mở rộng trung tâm thương mại ở thị trấn Cái Nước từ chợ loại 2 lên chợ loại 1, có trên 500 điểm kinh doanh, từng bước tăng dần tỷ lệ kinh doanh. Ở trung tâm huyện, định hướng xây dựng thị trấn Cái Nước trở thành trung tâm thương mại, buôn bán hàng hóa, trung chuyển hàng hóa của huyện và liên huyện.
và người dân sinh sống ven con kinh thị trấn Cái Nước. Cầu treo trung tâm hành chính huyện Cái Nước. Hướng này đi đến khu chợ nổi Cái Nước. Đến đây là khu chợ nổi nông sản thị trấn Cái Nước. Trước đây, dân thương hồ ở các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang mang đầy đủ các mặt hàng gia dụng, nhu yếu phẩm và hàng tươi các loại, rau củ quả tụ họp về đây buôn bán cho người dân địa phương. Sau này khi hệ thống đường bộ ở huyện Cái Nước được mở rộng và dần hoàn thiện, những chiếc ghe hàng từ các tỉnh đến đây cũng thưa thớt dần. Khu chợ nổi nông sản Cái Nước hiện nay chủ yếu buôn bán các mặt hàng tươi, rau củ quả do thương lái lấy từ các huyện U Minh, Trần Văn Thời và Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Thank you.
trấn Cái Nước có hệ thống đường nội ô và giao thông nông thôn tại các khóm tương đối đồng bộ. Hiện nay giao thông cũng như cơ sở hạ tầng của thị trấn đang được nâng cấp để tiến tới đạt chuẩn văn minh đô thị. Bây giờ mình trở lại cầu treo để ra tuyến quốc lộ 1A. Đến đây là tuyến quốc lộ 1A. Hướng này đi về Đầm Cùng, Năm Căn. Hướng này về thành phố Cà Mau. Đây là cầu Cái Nước trên quốc lộ 1A.
thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước về trung tâm của thành phố Cà Mau khoảng 32 km trên quốc lộ 1A. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.